Sau giờ làm việc căng thẳng thì chiếc bụng đó của Hiếu Voi lại réo lên rồi. Mình quyết định sẽ nhấc chân lên và tìm quán ăn vặt lấy sức để ăn tối nào. Điểm đến hôm nay của mình ý là quán chân gà chiên mắm Trần Gia. Mới bước chân vào quán thôi đập ngay vào mắt mình là một menu đa dạng các loại như chân gà, cánh gà, đồ uống. Vân vân qua không biết nên chọn cái gì bây giờ nhở, vì cái gì cũng ngon á. Nên mình quyết định mình gọi luôn một combo 169k, bao gồm 5 chân này, 2 cánh gà chiên và một lẩu FA. Mình sẽ chuẩn bị nước chấm, một bát thì chanh ớt này, một bát chấm mắm. Đầu tiên là thử một chân gà xả ớt trước đã nha. Chân gà vẫn giữ được độ giòn, vị chua ngọt và thơm của xả ớt. Tiếp theo là chân gà rang muối, lớp da giòn giòn này, gân thì dai dai với lớp muối phủ vừa miệng ý. Tiếp theo nữa là món tủ của quán là chân gà chiên mắm. Trời ơi, gọi là món tủ không sai mà. Da giòn giòn này, vị nước mắm chua ngọt thấm sâu vào trong da gà. Trời ơi, mình phải chấm món này 10 điểm trên thang điểm 10 luôn ý. Tiếp theo là cánh gà chiên mắm, vị giống hệt chân gà chiên mắm luôn nên vẫn là điểm 10 cho chất lượng luôn. Sang nồi lẩu FA thôi. Nước lẩu sôi sùng sục, mình tiến hành nhúng thịt vào. Thịt bò mềm thật các bác ạ. Gắp miếng thịt bò chấm vào sốt này. Thêm ít nấm kim châm và rau, tiếp tục gắp gắp và húp húp nguyên nồi lẩu đã chui thọt vào bụng Hiếu rồi. Các bạn nào ấy mà là tín đồ của chân gà thì nhớ ghé quán chân gà chiên mắm Trần Gia nhá. Vừa mới ăn trưa xong lại thấy đói, thế nên là Hiếu quyết định lại nhấc cái mông lên và đi bộ ra khu Bắc Kinh Xây ăn vặt lót dạ, và cũng tiện hết tiền nên tranh thủ thực hiện luôn cái thử thách ăn sập khu Bắc Kinh Xây chỉ với giá 10.000 đồng. Đầu tiên là cái hàng bánh mì, bỏ ngay một bánh bao chay với giá 5.000, một sữa ngô với giá 8.000. Tuy là hơi quá tay một tí xíu thôi nhưng thừa có 3.000 thôi mà. Bánh bao chay khá đầy đặn, vỏ bánh thì mềm và mịn, sữa ngô có vị ngô say, đôi khi có sót lại một ít vỏ hạt ngô, nói chung là khá thơm và béo. Có một số bạn đã gợi ý cho mình ấy, đến khu Bắc Kinh Xây là không thể nào không thưởng thức cháo sườn quẩy được. Thế nên là mình đã lùng sục và tìm được hàng cháo sườn quẩy, gọi cho mình một bát cháo sườn quẩy chỉ với giá 10.000 đồng. Chờ chị chủ quán múc cháo mà hôi cháo bốc lên nghi ngút, thèm chảy cả dãi luôn á các bạn ạ. Thế mi ớt bột này, hạt tiêu xay, đảo đều và thưởng thức. Ui, cháo sườn ngon thật các bạn ạ. Vị cháo thơm thơm cùng với sườn ngọt này, cộng thêm quẩy và ruốc, mùa đông mà được một bát thì cứ phải gọi là phê tê người luôn ý. Vẽ vẽ một hồi thì cũng bay ngay bát cháo rồi. Nếu lại đứng dậy và đi tiếp thôi. Điểm đến tiếp theo của mình là hàng chè tự chọn với giá chỉ 10.000 đồng. Giữa bao nhiêu loại chè và thạch, cộng với cả trân châu thì mình sẽ múc gì ta? Thôi thì nhắm mắt đưa tay, múc thả ga và kết quả là của mình là đây này. Một cốc chè siêu to khổng lồ với các loại chè, thạch, nhiều màu. Đảo đều và làm một miếng. 10.000 mà ăn như thế này thì quá là ổn các bạn ạ. Chè không quá ngọt, trân châu thạch cũng khá là ngon ý. Thêm vài miếng là bay bay ngay cốc chè. Hiếu lại tiếp tục công bộ sau con phục khắc anh ta tiếp đây. Xin chào mọi người, lại là mình Hiếu Voi đây. Và hôm nay trước mặt mình đây một nồi lẩu siêu to siêu khổng lồ luôn mọi người ạ. Mọi người ăn cùng Hiếu nha. Sau một chuỗi ngày dài ăn vặt thì hôm nay Hiếu quyết định sẽ bung lụa đi ăn bít tết, nhưng mà trong ví chỉ còn hơn 100.000, nan giải ghê ta. À, nghe đồn ở thiên đường đồ ăn vặt chùa làng có một quán bít tết giá khá là sinh viên nên Hiếu quyết định sẽ xà vào ăn thử. Mình sẽ gọi một bít tết size vừa với giá 85.000 đồng, thêm một phần rau vì Hiếu đang quyết định sống healthy hơn, và cắn răng order thêm sốt chanh thì sốt các bạn sẽ phải gọi ngoài ý. Không sao hết, hôm nay xóa đi mai ăn mì gói. Nói thật nhá, dù là biết chỉ 85.000 thôi nhưng Hiếu vẫn có một xíu siêu hy vọng là sốt bít tết sẽ nhiều hơn một xíu. Nhưng thôi ăn đã, rửa sốt chanh vào, đảo đều, xiên một miếng bít tết lên cho vào miệng. Thịt bò mềm, nước sốt chanh vừa miệng, hương vị khá xứng đáng cho giá tiền ý. Tiếp tục chuyển sang khoai tây thì hơi mềm. Cá nhân nếu thích khoai tây chiên phải giòn cơ, nhưng thôi ăn cũng tạm ổn ý. Làm thêm một vài miếng đậu đũa này, súp lơ cho đúng với tinh thần sống healthy của Hiếu. Rau củ đánh giá khá là tươi các bạn ạ. Tiếp tục thưởng thức vài miếng bít tết bò sốt chanh và nhoáng một cái đã hết suất ăn rồi. Đứng dậy thanh toán và ra về thôi. Tiện đường mình đang đi bộ ở chùa Láng thì bạn nào biết quán nào ngon gần đấy thì comment cho mình biết nha. Và đặt ra các thử thách tiếp theo cho mình nha. Một chiếc clip sinh ra một buổi sáng đi bộ tập thể dục ở quanh Hồ Tây. Chả may tớ rơi giày trước con ngõ 29 Thị Khuê, mình cúi xuống buộc thì ngửi thấy mùi thơm của bánh cuốn vào sáng sớm. Như một định mệnh vì chiếc bụng đó của mình đang reo nên mình quyết định sáng ngay và vào gọi ngay 3 suất. Một bánh cuốn thường, một bánh cuốn chả và một bánh cuốn trứng. Chờ xíu xíu cho cô chủ quán tráng bánh. Nhìn tay cô thon thót và mình không thể chờ thêm nữa. Bánh cuốn ra rồi. Đầu tiên là cho chút ớt vào nước chấm này. Khuấy đều lên, gắp một miếng bánh cuốn, thêm một miếng chả chấm vào nước chấm nóng. Ui, mềm ngon lắm luôn ý. Tiếp theo là một bánh cuốn trứng. Lúc này là mình hơi lòng ngóng vì bánh cuốn trứng ở bên trong có một lớp bột và một quả trứng trần. Nhắc lại là một quả trứng trần nha, nên phải hết sức cẩn thận không thì sẽ bị vỡ và rơi ra tứ tung. Mà rồi, Hiếu cũng đã thành công trong việc đưa bạn trứng đến với dạ dày của Hiếu. Trứng mềm, thơm của bánh cuốn nóng đã lắm luôn ý. Mình chỉ nhai nhai một lát thôi là đi ngay 3 đĩa rồi. Với giá chỉ từ 10.000 đồng cho một đĩa thì bánh cuốn Thụy Khuê có thể nói là một thứ khoả sáng hết sức đáng tiền nha các bạn. Thôi chào các bạn nha, mình lại đi khám phá thế giới ẩm thực của 36 phố phường Hà Nội tiếp đây. Tự dưng bụng đói cồn cào, thế là nhắm mắt xà vào hàng ăn vặt ngay cổng trường Trung học phổ thông Kim Liên.
Mới bước chân vào quán đập thẳng mắt Hiếu là một menu dài dằng dặc, mà chắc để đọc hết thì cũng hết cả tuổi thanh xuân của Hiếu quá. Thôi thì nhắm mắt đưa tay, gọi ngay một suất mì gà phô mai, một bánh mì sốt bơ tỏi và một cốc trà không xanh. Cầm ngay lên một chiếc bánh mì bơ tỏi, bẻ đôi, thấy lớp bơ mềm chảy ra, cắn một miếng, vị bơ thơm ngon, bánh mì ngọt ngọt như tan chảy trong miệng Hiếu ý, thơm lắm luôn. Tiếp theo là món mì gà phô mai, nhìn lớp phô mai chảy kìa, là một con nghiện phô mai đích thực. Thì việc đầu tiên Hiếu sẽ làm mỗi khi thấy phô mai chảy là kéo sao cho thấy sợi phô mai chảy dài ra, càng dài càng tốt các bạn ạ, đã mắt ghê luôn ý. Rồi quận phô mai lại với mì, thêm miếng gà và cho lên miệng, nhanh nhanh một hồi thì vị phát béo của phô mai cùng mì, vị ngọt của gà nó như hòa quyện với nhau ý, đáng tiền lắm luôn. Tiếp tục cắn thêm miếng bánh mì này, thêm một ngụm trà không xanh và một chút mì gà phô mai, nhanh nhanh một hồi thôi là đồ ăn chui hết vào bụng Hiếu rồi. Thôi chào các bạn nha, lại đứng dậy và giảm bớt thiện các thử thách tiếp theo thôi. Hôm nay, giờ khi cô bộ một vòng xung quanh khu Bách Kinh Xây, Hiếu đã quyết định xả vào quán tiểu nhị tại ngõ 33 Tạ Quang Biểu gọi một mâm đồ nướng ăn để có lấy sức giảm cân chứ. Mà các huynh đệ lưu ý nha, ở quán tiểu nhị ấy, phục vụ sẽ gọi là tiểu nhị và tiền sẽ tính bằng quan, một quan tương ứng với cả 1.000 đồng. Quán có menu đa dạng các loại xiên đồ ăn với giá khoảng 10 quan một xiên thịt và 6 quan một xiên rau. Hiếu sẽ lấy một vài xiên thịt này, thêm chân gà, ít lòng nữa. Gọi thêm ít xiên rau, loãng một cái một mâm đầy xiên rồi. Gửi lại mâm cho bạn tiểu nhị nhờ bạn ấy mang đi nướng hộ. Mình tranh thủ khám phá view quán là sống ảo một xíu. Đang sống ảo thì bạn tiểu nhị đã bê đồ ăn ra rồi. Ok, bắt đầu chén thôi. Đầu tiên là khuấy khuấy nước sốt này. Sau đó cầm một xiên thịt lên, nếm thử. Gia vị xiên thịt thì nó cay nồng này, thơm, ngon đấy. Nhưng mà vì Hiếu không ăn cay tốt nên cảm giác hơi cay quá. Thế là phải có ngay một cốc trà chanh để cứu hỏa. Mình nghĩ bạn nào ăn cay tốt ấy thì sẽ rất là ngon ấy, vì xiên thịt này cộng với cả gia vị nên nếm đúng chuẩn gia vị nướng của Trung Quốc luôn. Tiếp theo mình sẽ ăn rau đúng đất phương trong sống mới healthy của mình, là đậu nướng kèm gia vị khá là thơm. Thêm một miếng nấm kim châm nướng, ngọt ngọt cay cay. Cắn cắn một lúc là bay ngay mấy chục xiên thịt và rau rồi. Còn bạn tiểu nhị ấy ra để tính tiền thanh toán thôi. Và thực hiện các thử thách tiếp theo nào. Tết đến ngay đầu ngõ, cô vì trải san mông. Bởi thế nên hôm nay sẽ là một chiếc clip mua đồ ăn về để chuẩn bị đón năm mới cùng Hiếu Voi nha các bạn. Các bạn nhớ luôn đeo khẩu trang khi đi ra ngoài để tránh Covid nha. Mình sẽ ghé hàng giò chả Quốc Hương nằm trên phố Hàng Bông. Xếp hàng cũng hơi lâu nên các bạn ráng chờ một xíu nha. Gọi nhẹ nhàng một chiếc bánh chưng nhiều thịt với giá 70.000 đồng, một cây giò lụa, một cây giò gà với giá 56.000 đồng và một chiếc bánh dày 7.000 để ăn thử. Xách đồ ăn về nhà và chén thôi. Và đây là mâm đồ ăn Tết siêu to khổng lồ của Hiếu. Đầu tiên là bánh chưng xanh, một đĩa giò mix giữa giò lụa và giò gà đã ra rồi. Mình rót nước tương này, Hiếu thích ăn bánh chưng chấm tương. Bánh chưng siêu nhiều nhân luôn và siêu dẻo các bạn ạ, ngon và thơm nữa chứ. Tiếp theo là bánh dày kẹp chả này, bánh dày dẻo, dai, chả lụa mềm, thơm. Mình chờ cả năm cho ngày này quả thật không phí đâu đấy. Thử thêm một miếng giò gà béo ngậy, thương hiệu 200 năm của Quốc Hương quả là danh bất hư truyền luôn. Ước gì mình có cỗ máy thời gian để quay lại 200 năm trước xem vị chả bây giờ có khác gì hồi xưa không nhở. Các bạn có món ăn ngày Tết nào ngon ấy thì giới thiệu cho Hiếu nha. Hiếu Voi xin chúc cả nhà một năm mới an khang thịnh vượng, mong Covid sớm đi đi và hẹn gặp lại các bạn ở năm mới với các clip siêu đặc sắc hơn nha các bạn. Covid ơi, cô đi nhanh đi, chú cháu còn ra ngoài, bụng thì đói cồn cào, mà để đảm bảo an toàn sức khỏe cho bản thân cũng như những người xung quanh nên Hiếu phải hạn chế đi ra ngoài. Lục cái tủ lạnh trống trơn mà may quá, tự dưng có một hộp rong nho hôm nọ mình mua online với giá 160.000 nên mình quyết định lấy ra ăn thử. Vì nghe nói rong nho rất tốt cho sức khỏe và lại có tác dụng hỗ trợ giảm cân. Đọc qua hướng sử dụng thì việc chế biến cũng không quá phức tạp. Đầu tiên bỏ một gói rong nho vào bát này. Tiếp theo là thêm nước vào này, nước ấm càng tốt nha các bạn. Chờ rong nho nở ra và sau 3 phút mình đã có thành phẩm là một bát rong nho siêu to khổng lồ rồi nha. Rửa qua cho rong nho bớt mặn này. Sau đó chuẩn bị ngay một tô đá. Phải ngâm rong nho vào nước đá thì rong nho mới giòn được nha. Tiếp tục chờ thêm ít phút và mình có ngay siêu phẩm của bát rong nho ngon lành canh đào. Thử một miếng. Vị hơi tanh á. Nếu ai không ăn quen hoặc sợ mùi tanh sẽ thấy hơi sợ ấy. À quên, rong nho phải chấm với sốt mè mới ngon chứ. Đúng là thấy mình ăn là quên hết trời đất á. Đổ ít sốt mè này, chấm rong nho vào, vị tanh được át bớt đi, thay vào đó là vị ngọt của rong nho lại còn giòn giòn nữa chứ. Một món ăn vặt theo mình nghĩ là quá ư hợp lý. Cả cắn một hồi thôi và trước bụng đó mình đã được thỏa mãn rồi. Và cùng chờ nó cả món ăn mới sẽ được Hiếu review trong chuyên mục Ăn ở nhà vẫn no nha các bạn.